một hai ba dớp sẽ bỏ vào cái nước súp này. Mời mọi người nha. Một chiếc tàu một siêu dễ thương, ngắn chủ yếu. Chiếc tàu chỉ có một to thôi. Quá dễ thương. Cái này là lá đỏ rồi thôi, mùi lá đỏ. Đã đến quán mì rồi các bạn ơi. Đây nha. Nhưng mà đây chỉ là bảng hiệu thôi, còn điểm đến thì chưa tới. Nghe nói là quán mì ở đây rất là to. Quán mì này rất là to, nhưng mà từ bến xe buýt để vào tới cái đây thì cũng đi khá xa mọi người. Hello, hôm nay mình dẫn một người Nhật nha. Người Việt dẫn người Nhật đi ăn nha. Nhưng mà người Nhật biết nói tiếng Việt. Xin chào mọi người. Đây để mình quay. À. Ê, à, quán mình đã tới rồi, bây giờ mình vô. Mình bốc số, mình ngồi chờ. Trời ơi, người ta ngồi chờ ở trong kia kìa. Mình thấy không? Mình ngồi chờ. Các bạn, quán này là mở lúc 11 giờ và đến 3 giờ chiều nha. Đó. Mỗi người là 1,5 sen. Các bạn nhớ thời gian nha, 30 phút. Thời gian ăn giờ được 30 phút thôi. Ok, bây giờ mình đây là số của mình trên chiếc quạt rất là xinh. Bây giờ mình sẽ đi xuống ăn nha. Mời các bạn.
mà cái này là mình chờ chứ không phải là mình ăn. Rồi sao đi xuống nữa? Tính hôm nay thì cái đi rồi hả? Với lại mình sẽ xuống ngồi chờ nha. Số của mình là số 58. Mọi người ơi, mình đang ngồi chờ đây. Đây là không gian phía sau luôn rồi. Đợi ba nhẹ đi. Vừa quay vừa bấm chụp bấm. Thế bây giờ là mình ngồi chờ đó các bạn. Anh đang vừa thấy vừa mì lạnh đó, nước nó lạnh nó xuống tới đây rất là ngon mọi người ơi, nên đến đây thưởng thức một lần nha, lần nữa nha. Ở trong này là có hành, cái vị nước nó là mặn mặn ngon lắm. Mọi người nhớ đây. Wow,
lần đầu tiên nên chưa có kinh nghiệm giúp. Cảm nhận thế nào? Rất là ngon. Vị nước rất là ngon. Có của cá nữa các bạn. Mọi người ơi, lưu ý của mình đó là ba cái đường ống là mình, cái đường ống nào là của mình, đường ống đó là mọi người. Và khi mọi người vớt á thì mọi người nhớ là để nước vào, nó nhiễu vào cái ô của mình, cái đường ống của mình. Đừng có để qua mọi người, tại vì đây là ba người nè. Đó, người ta sẽ vớt theo cái số thứ tự. Còn bên kia cũng vậy. Bên kia cũng là hai đường ống khác. Đó. Mỗi lượt là 5 lần. Mỗi lượt là 5 ô nên là 5 nhóm người. Theo nhóm người của mình mọi người. Cái kia đây. Mình là cô 1, 2, 3 dớp. Ta-da. Vào đây. Đây là nước nha. Ok. Bây giờ mình ăn thử cục mochi. Mochi trà xanh. Ngon quá à. Ngồi ăn mà nghe tiếng suối chảy róc rách róc rách. Mọi người ơi, đây cái chỗ mình ăn lúc nãy là ở đó kìa. Và bây giờ mình đi về nhà. Rất là vui và rất là sung sướng khi được ăn bữa ăn ngày hôm nay. Đang quay bà chủ luôn. Quay bà chủ. Hai đứa gái sao ăn rồi đứng đó. Dạ. Hôm nay mình sẽ là đi ăn mì lạnh ống tre nổi tiếng của Kyoto.